Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục về chương trình video thì một số mã hàng mới bên em hàng vừa về xong nhá. Đấy, rất nhiều mã hàng mới, em sẽ quay video trực tiếp và báo giá cho bác coi. Bóng B2 và phích cắm dẹt hàng vừa về xong nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi những cái mã hàng này này. Đấy thì em tranh thủ vào luôn những cái sản phẩm đầu tiên. Xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng em thì nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên thôi. Là bây giờ em sẽ miễn phí ship cho bác rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy rồi, mã đầu tiên thì đây, mã hàng phích dẹt này. Đấy, tiếp tục hôm nay hàng lại về nhá. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn cho bác luôn là 10.000 một chiếc không nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt màu vàng trắng này. Đấy, phích cắm chân dẹt màu vàng trắng, chân của nó sẽ là chân khâu đồng nhá. Đấy, có nhìn này, chân khâu đồng cực kỳ dày luôn. Đấy đó, thì cái con này là đợt này em về được cái lô này, nó cũng rất là hay là nó xoay được này, cái chân nó xoay được. Đấy, nó xoay được, ví dụ như là những cái ổ cắm mà những cái dạng mà ổ cắm chéo như này này. Đấy, những cái dạng chân cắm chéo này là nó vào ngon lành luôn. Đấy thì các bác xoáy theo đúng cái chiều của nó đây, ví dụ này các bác xoáy theo đúng cái chiều nó là nó khớp vào luôn. Đấy, ví dụ nha, đấy là nó khớp vào luôn này, rất là ngon nha các bác nhá. Đấy, phích cắm thì chân đồng rất dày và cực kỳ ok để các bác cắm các nhá. Giá thì là 10.000. Đấy, bữa trước bác nào mà đang hỏi thì hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh cho em vì cái hàng này bán nó rất là chạy, cứ về đến đâu hết đấy, nên các bác tranh thủ chốt mua luôn cho em nhá. 10.000 một cái này, phích cắm chân dẹt nhá. Đấy, phích cắm chân dẹt 10.000 một cái. Đây, về thì các bác mở cho em cái nắp này ra này. Đấy, xong rồi bên trong nó có cái cực đấu dây vào, có thể là cắm xài thôi. Đấy, dùng những con phích cắm chân dẹt này, các bác cắm nó không bị tèo ổ nhá. Và ví dụ đặc biệt là các bác nào hay dùng những cái ổ điện Nhật, dùng con chân dẹt này cắm là rất hợp lý luôn. Đó. À, đây này, 10A này, 10A 250V. Dòng này nó dòng nhựa cao cấp, chịu tải, rồi là chống cháy, chống va đập tốt nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn, xịn sò ok luôn. 10.000 một cái nhá. Tiếp theo thì ở đây, lên luôn cho bác đó là cái lô bóng B2, cũng rất nhiều bác hỏi cái bóng này. Đấy, về các bác có thể làm bóng đèn chiếu sáng này, bóng đèn ngủ này, bóng đèn dạng bóng đèn mini. Đây em bật lên cho bác coi, nó cũng khá là sáng nhá. Đấy, khá là sáng luôn. Các bác dùng làm khá là nhiều những cái kiểu chiếu sáng với nhau. Đó, đây khá là sáng luôn, hoặc là dùng làm bóng đèn ngủ ok có nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái bóng này là bóng B2, mã của nó là vẫn mã như cũ, bóng B2 này, bóng B2. Cái sản phẩm này bên em sẽ bán nó combo là 5 quả một nhá. Đấy, 5 quả, 5 quả với mức giá sẽ là đi 10.000. Đấy, 10k. Còn nếu các bác lấy một quả thì giá nó sẽ cao hơn. Một quả thì bên em đang gửi bác là 5.000 một quả nha. Đấy, lấy lẻ một quả nha thì là 5.000. Còn các bác mua theo combo 5 quả 1 thì giá nó sẽ rẻ hơn. 5 quả 1 thì bên em sẽ bán cho bác mức giá là 10.000. Đây. Đấy, ví dụ như này này, là 10.000 này, 2 4 5 quả luôn. Tính như là vào có 2.000 một quả thôi. Con này nó đây nó có cái chân USB này. Về các bác cứ có cái ổ điện mà có USB nha này. Đó, các bác cắm trực tiếp cho em, cứ cắm một cái là sáng thôi. Đấy, cứ cắm một cái là sáng luôn, là không cần để các bác rút ra, rất tiện dụng ok nhá. Đó. Bóng B2 nhá, bóng B2 5 quả. 5 quả nhá, 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 5 quả bóng B2 này là 10.000. Còn các bác lấy một quả bên em tính bác là 5.000 nhá, một quả tính 5.000. Đây, quay tiện qua luôn bác cái ổ điện U3 này. Ổ điện U3 này thì nó có cả cổng USB này, có cả ổ cắm điện luôn này. Đấy, có cả công tắc bật tắt tắt nhá. Về các bác cắm các thiết bị điện vừa vừa phải phải là ok. Đấy, ba cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại này, hoặc là các bác cắm cái bóng này vào là nó cũng sáng ngon lành luôn này. Đấy, và những cái cổng để các bác cắm điện này. Đấy, những cổng để các bác cắm điện chân dẹt chân tròn cắm hết luôn. Ngoài ra nó có thiết kế một cái công tắc an toàn, lúc nào thì mình dùng thì mình bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho em. Đấy, rất là ok, rất là an toàn ok luôn. Đấy, cái ổ điện này thì hàng của Thái nhá, hàng của Thái đây, hàng của Thái này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U3, mã sẽ là U3 nhá, U3, giá của nó sẽ là 50.000 một ổ này thôi, chỉ có 50.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 50.000. Lên mã cho em sẽ là ổ điện U3 nhá, 50.000. Còn là bóng B2 thì bán combo là 5 quả 1, 5 quả là 10.000, lấy một quả là 5.000 có nhá. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã vít V1 này, cũng đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Cái cây này thì bên em cũng đang gửi bác giá thì nó cũng rất là bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000 một cái cây vít V1 này. Đấy, nó nhỏ nhỏ này, đây nó nhỏ nhỏ khoảng tầm hai ngón tay của em nhá. Đấy, nhỏ nhỏ anh xinh, các bác bỏ trong túi quần này, mang đi mang lại rất nhẹ nhàng, vứt cốp xe lúc nào cần cái mình có cái mình xoáy luôn. Con này sẽ có hai đầu nhá, một đầu chân dẹt và một đầu chân ba ke để các bác xoáy đủ các mọi thứ luôn. Đấy, các bác có thể đổi đầu vị trí, đổi đầu qua đi qua lại rất ok luôn. 10.000 một cây nhá, 10.000 một cây. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mã sẽ là cây vít V1 đi. Đấy, vít V1 nhá. Cái này em lên mã sẽ là vít V1 này.
10.000 nhá, 10.000 một cái cây vít V1 này. Đấy 10.000 một cây. Giá rất là rẻ, bình dân có hai đầu luôn, rất là hay nhá. 10k một cây. Nhỏ nhỏ xinh xinh này nhưng mà có võ nhá, rất chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, đó là cái siêu phẩm mũ da ông già nhá, thì hôm nay hàng tiếp tục về. Đấy, chất liệu là bằng da, rất đẹp luôn nhá. Về các bác đội, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa đông rồi. Các bác đội ra ngoài rất ấm luôn. Đấy. Các bác thích đội kiểu mũ ngắn thì các bác cụp cái này vào để các bác đội này. Đấy, lên form dáng rất đẹp luôn nhá. Đó. Đặc biệt là các bác tầm tuổi già, tuổi trung niên đội cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn các bác muốn ấm thì các bác gạt cho em cái phần chùm chùm này xuống này. Đấy, gạt cho em cái phần chùm chùm tai này xuống là ok luôn. Đấy, giá thì em thông báo luôn nhá, thông báo luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mũ da ông già nhá, mũ da ông già. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 60.000. Đấy, mũ da ông già nhá, 60.000 một cái chiếc mũ da ông già này. Đấy, đầu cỡ khoảng tầm 59-60 là đội vừa khít thoải mái luôn. Đây. Đấy, rất đẹp đây. Lên form lên dáng cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, rất ok. Về các bác đội cực kỳ đẹp. Đây cho các bác xem mấy cái ảnh mẫu nha em đội này. Trong này con nó lót một cái lớp nỉ này. Các bác đội mùa đông là rất là ấm luôn này. Đấy, trong nó lót một lớp nỉ nhá. Đội mùa đông là cực kỳ là ấm luôn. Đấy, rất là xịn sò ok nhá. Đây các bác cùng xem hình ảnh thực tế khi mà đội này. Đấy, lên form rất là đẹp nha, nhìn rất là trẻ trung. Đấy, mũ da chống nước này, trong lót nỉ nhung ấm này. Đấy, có thấy không? Đội lên không? Đấy, các góc mặt người mẫu chụp này, rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, có thấy không? Chi tiết đội lên nhìn rất là ok. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. 60.000, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái mũ sản phẩm là mũ da ông già. Đấy, mũ da ông già. 60.000 một cái này, cũng nhiều bác hỏi lắm. Đây này, đấy, phần này có cả phần cúc khâu đồng này. Tạo điểm nhấn rất đẹp luôn. Đó, 60.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về táo đỏ này. Đấy, táo đỏ hàng của Hàn Quốc nhé. Rất là xịn sò ok. Quả cực kỳ đều to đẹp. Đấy, về các bác trong cái thời điểm này bắt đầu đang vào cái dịp giáp Tết rồi. Đấy, các bác ngâm rượu này, rồi các bác mua về có thể là trưng yến này, rồi là hầm thuốc bắc các thứ này. Đấy, cái này nấu khá nhiều món. Đấy, đặc biệt là các bác nào tiểu đường này, cao huyết áp này, dùng cái này cũng khá là tốt luôn. Đây, quả rất là to và đều nhá. Đấy, quả to rất đều. Hàng táo khô chín tự nhiên trên cây luôn các nhá, chín tự nhiên trên cây luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, hàng này bên em đang bán một túi như này là 70.000 nhá, 70.000. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cây túi táo khô nhá, cái túi táo khô 70.000 nhá, 70.000 cho một cái túi táo khô nha. Đấy, về các bác sử dụng rất nhiều món luôn, ngâm rượu, trưng yến, hầm thuốc bắc, các bác ăn trực tiếp luôn được, cái này cũng có thể ăn trực tiếp luôn nhá. Đấy, ăn trực tiếp luôn rất ok. Đấy, về ăn trực tiếp là cứ thế là mình sử dụng, mình lấy ra mình ăn thôi, không cần phải nấu nướng gì cả. Hoặc nếu mà các bác muốn nấu nướng thì mình có thể là hầm, hoặc là trưng yến, hoặc là ngâm rượu. Cái này ngâm rượu ngon lắm, cái này em cũng ngâm mấy bình từ Tết năm ngoái cơ. Đấy, ngâm mấy bình uống rất là đậm, mà thứ hai là uống nó dễ uống, uống êm, uống ngọt, dễ uống nhá. Đấy, cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, thì đợt này bắt đầu là nó giáp Tết nó với lại có hàng lại. Đấy, thì em lại lấy về bán cho bác nhá. 70.000 một túi nữa các bác nhá, 70.000 một túi này. Hàng táo khô Hàn Quốc nhá, quả đều to, chất lượng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm mới mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo râu cổ điển nhá. Cái này thì em vẫn để cho bác cái mức giá rất dễ mua là 30.000 một cái này. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo xanh. Đấy, bàn cạo hộp xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển đều được. Đấy, bàn cạo xanh nhá, bàn cạo xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển 30.000 nhá, 30.000 một cái chiếc bàn cạo râu cổ điển như này. Đấy, hộp của nó màu xanh thì em hay gọi là cái bàn cạo râu xanh. Đấy, con này hàng của thương hiệu Sever, một trong những thương hiệu chuyên về cái đồ cạo râu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, đây bên trong nó sẽ gồm có là một cái thân dao này, kiểu thiết kế theo dạng cổ điển này. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác cao tuổi nhìn phát là biết luôn. Các bác muốn mở được, bác xoáy cái đuôi cho em ra. Đấy, thì nó sẽ mở ra. Đấy, và các bác cho dao lam vào đây, cho dao tem đây, sau đó các bác xoáy nó lại, siết nó lại. Đó, ok. Đây này, có cả chữ của hãng này. Đấy, rất là ok nhá. Con này bằng kim loại nhá, toàn bộ thân thiết các thứ bằng kim loại luôn, cầm nặng trịch. Đấy, đi kèm bên trong có cả dao tem và thứ đầy đủ luôn. Và nó có một cái hay nữa là một cái gương. Ở đây nó có một cái gương này để các bác có thể soi các nhá. Đấy, tiện là các bác có thể soi luôn. Đấy, soi ngon lành luôn này. Đấy, rất ok các nhá. Đấy, dùng xong mình vệ sinh sạch sẽ, mình bỏ trong hộp, rất ok. Có cả cái hộp này rất là sang trọng lịch sự nhá, đẹp, chất lượng luôn. 30.000 một cái nhá. Cái lên mã giúp cho em sẽ là lên mã giúp em sẽ là bàn cạo râu xanh hoặc là bàn cạo râu kiểu dạng cổ điển đều được, là 30.000 nhá. 30.000 một cái bộ nha. 30.000 một cái, đi kèm có cả hộp hiếc các thứ đầy đủ luôn, là 30.000, rất là đẹp luôn nhá. Đó, nhiều bác cũng rất thích cái dòng này. Về các bác cứ mua dao tem lắp vào là cạo thôi, nó khá rất tiện đấy. 30.000 một cái này.
Sản phẩm tiếp theo thì đây về cho bác một cái mã kìm cắt rất hay. Đấy, nó nhỏ nhỏ xinh này, này. Đấy, nó khoảng tầm một bàn tay em này. Đấy, cho bác về cắt dây điện cắt đóm này. Nhiều bác hỏi cái mã kìm cắt này lắm nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì em vô tình lướt lướt thì em đặt được cái lô này, rất là đẹp luôn, hàng vẫn còn mới thôi nhá. Đấy, hàng vẫn còn mới, hàng thanh lý công ty còn mới keo. Đó, có cả lò xo trợ lực luôn này. Cái này thì khá là sắc nhá, em cắt chiều em cắt dây điện là thứ cắt ngon cực đây. Đấy, cắt cho bác cái dây nhựa này, cái dây nhựa này khá là dày này, cái dạng dây nhựa cói này rất dày, có nhìn này. Đấy, tạch cái ăn luôn nhá. Đấy, em chập đôi luôn này, chập đôi rất là dày luôn này, cắt cho bác coi này. Đấy, đó thấy không, rất ngon. Cái này về các bác cắt dây điện dây thép thoải mái luôn, mà nó rất là nhỏ nhá, các bác mang đi mang lại làm nghề cũng khá là tiện luôn đấy. Đấy, thích các bác thích sự nhỏ gọn là con này đúng bài luôn. Đấy, cắt rất là ngọt luôn. Đấy, cứ bấm phát là ăn ngay này, đó thấy không. Đây, đó bấm phát ăn ngay, rất ngon lành luôn nhá, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cắt sắc lắm, cực kỳ ok. Đấy rồi, có lò xo trợ lực nha. À, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm vàng nhá, kìm vàng. Cái mã kìm vàng này thì em báo giá luôn, à, giá bên em đang gửi bác là đi 30.000 một cây nhá, kìm vàng. Đấy, kìm vàng cắt. Đó, kìm cắt vàng, kìm vàng đi, cứ lên mã nha, sẽ là kìm vàng đi, 30.000. cái này nó màu vàng thì tôi cứ lên mã kìm vàng cho nó đỡ nhầm mã nhé, tại nó nhiều mã kìm. Đó, cứ lên mã là cái cây kìm chuôi màu vàng nha. Đấy, kìm cắt nhá, chuôi màu vàng, 30.000 một cây này, cắt bao sắc các bác luôn mà nhỏ gọn dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, các bác cắt dây điện, dây đóm, dây thép, dây thiếc nào quá ngon lành luôn. Đấy, làm thợ làm thuyền ok luôn. 30.000 một cây này, kìm vàng nhá, cứ lên mã nha, sẽ là cây kìm vàng. Đó, 30.000 một cây đây. Đó, hàng đẹp chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ để các bác nạt từ này, khử từ này. Đấy, dùng cho những cái đầu tô vít các thứ này. Đó, cái này thì khá là hay nhá. Nó sẽ có đầu cộng này và đầu trừ. Các bác muốn nạt từ thì các bác cho vào cái này, các bác xoay. Đấy, cho cái đầu tô vít đây các bác xoay. Đấy, xoay xoay vài vòng nó sẽ nạt từ. Còn các bác muốn khử từ thì các bác cho vào cái đầu trừ này. Đấy, các bác cứ xoay này, xoay tròn cho vào, các bác xoay tròn để cho nó khử từ đi. Đó thì cái này em bán cho bác là 10.000 một cái này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ để nạt từ, khử từ nhá. Đấy, nạp từ, khử từ, nạp từ đấy, nạp từ, khử từ này, giá của nó sẽ là đi 10.000 một cái này. Đấy, 10k thôi. Đấy, bán giao lưu cho bác thôi nhá, thực ra cái hàng này không có lãi đâu, em bán cho bác thêm mà cho các bác có cái mua. Đó, 10.000 một cái này có nhá, 10.000 một cái này, dụng cụ để các bác nạp từ, khử từ cái đầu tô vít nhá. Đấy, dấu cộng đây, muốn nạp từ thì các bác cho vào cái vòng xoay ở giữa này. Đấy, cho vào các bác quay tròn tô vít này. Đấy, còn các bác muốn khử từ thì cho vào cái chỗ hở bên trên này. Đấy, nó có dấu trừ thì cho đây để các bác khử từ đi. 10.000 một cái này các bác nhá, 10.000 một cái thôi. Nó cũng rất là hay. Đấy, rất là cần. Ví dụ như là các bác muốn, nhiều khi các bác không muốn dùng từ, các bác cho muốn khử đi. Còn ví dụ như là từ nó yếu, các bác muốn nạp thêm thì các bác cho vào đây. Các bác quay cho nó nạp thêm từ vào cho nó hút vít các thứ và rất là hay nhá. Nạp từ, dụng cụ nạp từ, khử từ nhá, 10.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ của cái dây bơm này. Nhiều bác cứ hỏi em là có cái dây bơm để mà thay cho những cái bơm này không. Đấy, vì nhiều bác mua là cái dây bơm chẳng may nó bị hỏng ấy, thì các bác cứ hỏi em là có cái dây bơm bán lẻ không, thì đây đấy, có dây bơm bán lẻ về cho bác luôn. Hoặc các bác có thể mua về thay những cái con bơm ở nhà mình nó bị hỏng dây. Đấy, các bác mua cái dây về cho em để các bác thay nhá. Đây nó có sẽ gen xoáy vào này. Đấy, có gen xoáy, còn đây bên này nó có cái đầu bơm nó cố định rồi. Còn cái này về các bác xoáy vào cái thân bơm mà nó bị hỏng dây, các bác xoáy vào cái thân bơm cũ như mình là xong, có thế thôi. Đấy, về các bác xài sử dụng nhá. Dây thì nó là dòng dây siêu bền chịu lực rồi. Đấy, chống gập các bác cứ bóp cho em thoải mái này, thả ra cái này về bình thường. Đấy, dây bơm rất là bền luôn nhá. Đó, dòng này thì rất là bền. À, cái này thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm nhá. Đấy, dây bơm. À, dây bơm thay thế này. Đấy, dây bơm thay thế. Dây mã này thì cái này thì em đang bán bác là 20.000 một cái nhá. 20.000 một cái. 20k. Trên một cái dây bơm nha, 20k một cái. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm này, dây bơm thay thế nhá. Đấy, dây bơm để các bác thay thế cho những cái bơm nó bị hỏng, những cái bơm nó bị hỏng dây thì các bác mua cái dây này về các bác thay vào có thế thôi, là 20.000 một cái nha, 20.000 một sợi dây nha, là bao gồm là có cả đầu đĩa các thứ đầy đủ luôn nhá. Về các bác chỉ việc xoáy vào cái dây, tháo cái dây cũ ra, xoáy cái dây mới này vào là các bác xài thôi. Ở đây nó có, đã có sẵn đầu đĩa các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, đầu bơm xe đạp, xe máy, bơm cả bơm bóng các thứ luôn này. Đó là 20.000 một cái sợi nha. Đó thì đây, ngoài ra thì đây quay luôn bác đó là cái mã bơm tay vàng các nhá, bơm tay vàng của Stanley Japan. Con này em bán khá là nhiều. Đấy, nhiều bác chắc biết là không rõ là cái dây bơm đấy ở đâu đây. Đấy, cái dây bơm nó ở đây này. Đấy, nhiều bác là mua bơm về nó các bác chẳng may làm hỏng dây. Đấy thì các bác mua cái dây đây về các bác thay vào đây này. Đấy, còn một cái con bơm hoàn chỉnh em đang bán đây,
Con này là bơm tay vàng nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan. Đấy, sẽ có phần đồng hồ đo áp suất này, rồi là phần thân bơm, chân bơm, đế bơm, rồi là phần ti bơm này. Đấy, tay cầm để các bác dặn nhá. Con này các bác bơm xe đạp, bơm xe máy, thậm chí các bác bơm ô tô con thoải mái cho em luôn. Đấy, ép cực kỳ là căng nhá, ép rất căng, vào hơi rất nhanh, mà bơm cực kỳ nhẹ nhá. Các bác nhìn thấy cái ti bơm này rất là to luôn, ti bơm nó to lắm. Đấy, và rất chắc chắn, êm cực kỳ, lượng hơi ra khỏe đều quá nhá. Đó, về các bác xài sử dụng sắm sửa bơm xe đạp xe máy ô tô thì mình là quá ok luôn. Con bơm này thì em gửi các bác, em báo giá bác luôn. Con bơm tay vàng này bên em đang gửi bác là các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng này thì đang có giá là 170 ngàn cho một chiếc bơm tay vàng nha. Đấy, 170k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng. Đấy, 170k một chiếc thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, hợp lý, chắc chắn lắm. Thiết kế bằng thân kim loại này, hàng thương hiệu Stanley Japan nhá. Đó, Stanley Japan, đây có nhìn phần chân đế này, thiết kế cực kỳ chắc chắn, rầm rã, nồi đồng cối đá, hàng Nhật này yên tâm về chất lượng rồi, dùng siêu bền bỉ, chắc chắn chất lượng. Và con này em bán khá là nhiều. Đấy, về các bác bơm sử dụng xài gia đình con này là hợp lý luôn. Đây đấy, bơm tay vàng nhá, bơm tay vàng Stanley Japan, 170k một cái nhá, 170k một cái. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua dây bơm để thay thế thì đang bán với bác là 20 ngàn một cái dây bơm nha. 20 ngàn một cái dây bơm để thay thế nhá, 20 ngàn một sợi.